cá mè nha các bạn. Rồi mình xin chào mấy bạn nha. Hôm nay tiếp tục đi câu đài tự nhiên các bạn ơi. Thì hôm nay mình đi săn cá trong một cái ao bổ quang. Ao này rất là ok luôn, quá trời rộng luôn các bạn. Đây, phía sau của mình là cái ao nè, mà thấy ghê không? Quá trời rộng. Cái cống ngay chỗ này nè các bạn, cống chỗ này để ra sông. Thì mình đi chung với chờ hồ câu Phương các bạn. Thì chờ đang câu máy cùng mình thì câu tay. Chờ đang quăng câu á. Để mình cho các bạn coi cái ao nha. Đây các bạn, đây cái ao khá là ok luôn các bạn nhìn nè. Phía ngoài này là sông, sông hầm luôn, cầu gạch miễu đi xuống các bạn. Thì nè, các bạn nhìn cái ao quá tuyệt vọng luôn nè. Rồi, cá ục này đó luôn kìa. Thì nói chung cái ao này rất là đẹp luôn. Bây giờ không biết nói gì hơn luôn, bây giờ hết biết đường nói thì ao quá đẹp luôn các bạn ơi. Thì mình cũng chuẩn bị cần bọng nữa kể. Mình câu cần 4,5 m. Mồi thì trộm rồi. Thì cũng không biết là ở đây có cá gì nên là mình sẽ đánh rồi khi nào mà có cá lên á mình mới quay cho anh em xem. Chứ giờ nói thì mình cũng đâu biết là có cá gì đâu, nói cho anh em biết. Rồi thôi thì anh em xem clip nha, để mà những lúc mà dính cá thì mình sẽ quay cho anh em xem. Mong là anh em dành chút thời gian đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi mời các anh em xem clip nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình xuống cần nha các bạn. Lắm vậy. Cá mè nha các bạn. Đây. Nha các bạn. Cái tay ao cái gì? Cái mùi. Đây mấy bạn ơi, hồi nãy giờ câu được nhiêu đây các bạn? Còn lau kiến với mớ cá mè. Có một con mè dinh, một con nhiều là mè rảnh các bạn. Ở đây hồ thì ngon mà cá nó ăn chậm ăn đó bạn. Nước lớn gì là không câu được, nước nó xoáy 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 nè. Lục bình nó cứ tấp vô hoài. Nản quá là về các bạn ơi. Các bạn thấy không? Ao đẹp ghê không? Về cái đầu vô nó mới qua cục mồi, về cái nó vô kìa, vô tim kìa. Thôi chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Hôm nay coi chung mình cũng có cá nhưng mà không được như mong muốn. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi chào mọi người.